Lời lẽ độc giác nói về Trung Thừa, những lời này cũng không nói. Lược nói cho đến tất cả lời lẽ chướng Bồ Tát Đạo, thầy đều xa lìa. Xả thanh tịnh hoặc có chúng sinh căn cơ đã thành thục, phát sinh niệm họa, mà chưa biết được pháp tối thượng thì đợi đến lúc mới hóa độ. Xả thanh tịnh hoặc có chúng sinh, Bồ Tát thuở xưa đã từng giáo hóa đến nơi Phật địa mới có thể điều phục được, thì cũng đợi thời cơ. Đại Bồ Tát ở nơi hài hạ người đó, không cao không thấp, không lấy không bỏ, xa lìa tất cả đủ thứ sự phân biệt, đương trụ chánh định vào pháp như thật, tâm được cảm nhẫn giả thanh tịnh, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được giả thanh tịnh rộng lớn vô thượng của Như Lai. 9. Giả thanh tịnh hoặc có chúng sinh căn cơ của họ đã thành thục, tuy nhiên sinh ra tín tấn niệm định huệ năm căn mà chưa biết được pháp tối thượng Bồ Đề thì phải đợi thời cơ đến mới hóa độ. 10. Xả thành tịnh hoặc có chúng sinh Bồ Tát thuở xưa đã tưởng giáo hóa họ, đến lúc Bồ Tát thành Phật thì mới có thể điều phục được chúng sinh đó, thì Ngài cũng đợi thời cơ đến mới giáo hóa chúng sinh đó. Xả thanh tịnh, Đại Bồ Tát ở nơi hài hạ người đó, không có phân biệt là cao, cũng không phân biệt là thấp, cũng không chấp lấy, cũng không xả bỏ, xa lìa khỏi tất cả đủ thứ sự phân biệt, luôn trụ ở trong chánh định và pháp chân thật, tâm được kham nhẫn xả thanh tịnh. Đó là 10 pháp xả thanh tịnh. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ hết đắc được xả thanh tịnh rộng lớn vô thượng của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ nghĩa. Những gì là 10? Đó là nghĩa đà văn, vì kiên cố tu hành; nghĩa pháp, vì khéo léo suy ngẫm lựa chọn; nghĩa không, vì đệ nhất nghĩa không; nghĩa tịch tĩnh, vì lìa các chúng sinh ổn náo; nghĩa bất khả thuyết, vì chẳng chấp tất cả lời nói; nghĩa như thật, vì thấu đạt ba đời bình đẳng; nghĩa pháp giới, vì tất cả các pháp một vị; nghĩa chân như, vì tất cả Như Lai thuận vào; nghĩa thật tế, vì biết rõ rốt ráo như thật; nghĩa đại bát niết bàn, vì diệt tất cả khổ mà tu các hạnh của Bồ Tát. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đạt được nghĩa vô thượng nhất thiết trí. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ nghĩa. Những gì là 10? Đó là: một, nghĩa đà văn, nghe kinh nhiều, nghe pháp nhiều thì sẽ đắc được đa, được văn tư tù bà huệ. Từ chỗ nghe pháp rồi nhất định phải tư duy, nghiên cứu nghĩa lý của pháp. Sau khi hiểu rõ rồi nhất định phải y theo pháp tu hành thì mới có sự thọ dụng. Nếu nghe pháp mà chẳng tu hành thì nghe pháp có ý nghĩa gì chứ? Người tu hành rất dễ gặp ma chướng, đó là đến để khảo nghiệm có định lực hay không. Bất cứ gặp cảnh giới gì đều phải kiên cố tu hành, đừng bị cảnh giới lay chuyển, do đó có câu: do tu chẳng do nghe. Giống như Tôn giả A Nan, Ngài là bậc đa văn đệ nhất, pháp của Phật nói ra Ngài đều nhớ hết, không sót một chữ, giống như máy thu âm. Nhưng khi gặp nữ ma đang giả thì bị cô ta dụ dỗ, may không mất giới thể, cho nên nói đa văn không bằng đa tu, nghe nhiều không bằng tu nhiều. 2. Nghĩa pháp. Đối với nghĩa lý của pháp, phải dùng phương pháp khéo léo để suy ngẫm, phải dùng con mắt chọn pháp để lựa chọn. 3. Nghĩa không. Đối với nghĩa lý không thì phải hiểu đạo lý chân không chẳng ngại diệu hữu, diệu hữu chẳng ngại chân không, đó là đệ nhất nghĩa không. 4. Nghĩa tịch tĩnh, phải lìa khỏi tất cả chúng sinh ồn ào và náo nhiệt, đến chỗ yên tĩnh tu hành. 5. Nghĩa bất khả thuyết, chẳng chấp vào tất cả lời nói, chẳng dùng tất cả lời lẽ để thuyết pháp, do đó có câu: thuyết pháp không lời. 6. Nghĩa như thật, thấu rõ thông đạt ba đời đều là bình đẳng, chẳng có cao thấp. 7. Nghĩa pháp giới, tất cả các pháp là một vị, để khuyên người cải ác hướng thiện, phát tâm tu hành, học vô thượng đạo. 8. Nghĩa chân như, tất cả chư Phật đều thuận vào chân như thật tướng mà thành chánh giác. 9. Nghĩa thật tế tức là vô tướng, cũng có thể nói lìa tướng, biết do lý thể cho giáo như thật. 10. Nghĩa đại bát niết bàn, hay diệt tất cả khổ thế gian, hay tổ các hạnh của Bồ Tát. Đó là 10 thứ nghĩa của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được nghĩa vô thượng nhất thiết trí. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ pháp. Những gì là 10? Đó là pháp chân thật, vì như thuyết tu hành; pháp lìa chấp, vì năng chấp và sở chấp đều lìa; pháp không tranh, vì không có tất cả mê hoặc tranh cãi; pháp tịch diệt, vì diệt trừ tất cả nhiệt não; pháp lìa dục, vì tất cả tham dục đều dứt;
pháp không phân biệt, về vĩnh viễn ngừng phan duyên phân biệt. Pháp không sinh vì bất động giống như hư không, pháp vô vi vì lìa sinh trụ diệt các tướng, pháp bổn tánh vì tự tánh thanh tịnh không nhiễm, pháp bỏ tất cả hữu dư niết bàn vì hay sinh tất cả Bồ Tát hạnh tu tập không dứt. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được pháp rộng lớn vô thượng của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ pháp. Những gì là 10? Đó là một pháp chân thật, vì y chiếu theo nhiều pháp nói mà tu hành, bằng không tu mủ luyện đuôi, uổng phí, công phu. 2. Pháp lìa chấp, vì năng chấp và sở chấp đều lìa. 3. Pháp không tranh, vì không có tất cả sự tranh luận mê hoặc, do đó có câu, tranh là tâm hơn thua, trái ngược lại với đạo, liền sinh tâm bốn tướng, làm sao được tam muội. 4. Pháp tịch diệt, vì diệt trừ tất cả nhiệt phiền não gì cũng chẳng còn. 5. Pháp lìa dục, vì tất cả tham dục, tài sắc, danh ăn ngủ đều dứt, chẳng còn tâm tham, như vậy tâm sẽ thanh tịnh không nhiễm, do đó có câu, tâm thanh thủy hiện nguyệt, trí huệ tự sẽ tự nhiên hiện tiền. 6. Pháp không phân biệt, gì cũng không phân biệt, gì cũng không tồn tại, chẳng có tâm phan duyên, Bồ Tát đã vĩnh viễn diệt trừ tâm phan duyên và tâm phân biệt. 7. Pháp không sinh, vì bất động giống như hư không. 8. Pháp vô vi, vì đã lìa khỏi sinh trụ dị diệt bốn tướng, thành tựu pháp không chỗ làm. 9. Pháp bổn tánh, vì tự tánh thanh tịnh không nhiễm ô. 10. Pháp bỏ tất cả hữu dư niết bàn, vì hay sinh ra tất cả Bồ Tát hạnh, tu tập mà không gián đoạn, chẳng giống như hàng nhị thừa, đừng ít cho là đủ, trùng đạo tự vẽ, chẳng tinh tấn tiến về trước, cuối cùng chẳng đến được chốn bảo sở, chỉ chứng được hữu dư niết bàn. Bồ Tát thì tu pháp vô dư niết bàn. Thế nào là hữu dư niết bàn? Tức là không có nhân sinh tử mà có quả sinh tử. Thế nào là vô dư niết bàn? Tức là không có nhân sinh tử cũng không có quả sinh tử. Tóm lại, lúc thân A-la-hán còn là hữu dư niết bàn, lúc thân A-la-hán mất rồi là vô dư niết bàn. Đó là 10 thứ pháp rộng lớn của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được pháp rộng lớn vô thượng của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ công cụ trợ đạo phước đức. Những gì là 10? Đó là khuyên chúng sinh khỏi Bồ Đề Tâm là công cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát, vì chẳng rất giống Tam Bảo. Tùy thuận 10 thứ hồi hướng là công cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát, vì dứt tất cả pháp bất thiện, tích tập tất cả pháp lành. Trí huệ dạy dỗ là công cụ trợ đạo của Bồ Tát, vì vượt qua phước đức bà cõi. Tâm không mệt mỏi là công cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát, vì rốt ráo độ thoát tất cả chúng sinh, đều xả bỏ tất cả sở hữu trong ngoài là công cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát, vì đối với tất cả mọi vật đều không chấp trước. Vì đầy đủ tướng tốt, tinh tấn chẳng thối chuyển là công cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát, vì mở cửa bố thí lớn không giới hạn. Thượng trung hạ ba phẩm căn lành đều đem hồi hướng vô thượng Bồ Đề, tâm không chỗ khinh là công cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát, vì thiện xảo phương tiện tương ưng. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ công cụ trợ đạo phước đức. Thế nào là công cụ trợ đạo? Trợ là nhân duyên trợ giúp tu đạo, chẳng phải là tránh duyên mà là phó duyên, chẳng phải là chủ mà là khách. Những gì là 10 thứ phước đức công cụ trợ đạo? Đó là một, khuyên chúng sinh phát khởi Bồ Đề Tâm là công cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát, vì chẳng rất giống Tam Bảo. 2. Tùy thuận 10 thứ hồi hướng là công cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát, vì đoạn tuyệt tất cả pháp bất thiện hay tích tập tất cả pháp lành. 10 thứ hồi hướng là: một, cứu hộ chúng sinh lìa tướng chúng sinh hồi hướng; 2. Bất hoại hồi hướng; 3. Đồng tất cả Phật hồi hướng; 4. Đến tất cả mọi nơi hồi hướng; 5. Vô tận công đức tạo hồi hướng; 6. Tùy thuận kiên cố tất cả thiện căn hồi hướng; 7. Đồng tùy thuận tất cả chúng sinh hồi hướng; 8. Trần như tướng hồi hướng; 9. Không ràng buộc giải thoát hồi hướng; 10. Pháp giới vô lượng hồi hướng. 3. Trí huệ dạy dỗ là công cụ trợ đạo của Bồ Tát, vì vượt qua phước đức cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. 4. Giáo hóa chúng sinh, tâm không mệt mỏi là công cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát, vì rốt ráo độ thoát tất cả chúng sinh. 5. Đều xả bỏ được tất cả nội tài và ngoại tài, hết thảy tất cả đều bố thí được hết, chẳng có gì mà không xả bỏ được, là công cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát, vì đối với tất cả tài vật đều không chấp trước, đều không tham luyến. 6. Vì đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm, cho nên tinh tấn tu đạo chẳng thối Bồ Đề Tâm
là công cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát. Vì mở cửa bố thí lớn tùy thuận tâm ý của chúng sinh, thích cái gì thì lấy cái đó, cứ lấy mang đi, không có giới hạn. 7. Thượng trung hạ ba phẩm căn lành đều đem hồi hướng vô thượng Bồ Đề, tâm không chỗ khinh, là công cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát, vì dùng pháp thiện xảo phương tiện giáo hóa chúng sinh, khiến cho tương ưng.